biết tôi đặt anh đang cầm cây chuộng mà đặt tôi một cấp đấy rồi. Vâng đây, ông này là đang ngã liên tục. Có thể là do bạn ấy to quá, bạn ấy nặng quá. Còn tôi rất là đẹp trai bạn ấy. Này lên. Rồi, thank you bạn Thành. À, đau chân vãi đái rồi. Nhà có hàng đi dép cho chân phần này. Đấy, tôi phải lại giúp anh em lòng hết dép à. Sắp sửa đến đoạn khó mà không leo được bằng một tay rồi tôi về lại phải tắt video ở phần 4 bạn. Đó. Ui dồi ôi, leo vào cái rừng. Sao ấy? Đường leo rất khó, bạn leo ngực khác luôn. Thế hiểu sao các bạn này nghĩ ra cái đường này. Ơ đi. Ôi tắt ra video bạn.